Thì chúc năm 18 chấn sư xin chào các bạn. Mùa hè đến rồi và đã đến cái lúc mà mùa nóng bức, mùa của chúng ta phải sử dụng quạt điện này, sử dụng điều hòa rất là nhiều phải không các bạn? Và chính vì điều đó cho nên chấn sư đã nghĩ đến một chủ đề mà nó rất là thiết thực trong cuộc sống cũng như trong công việc của chúng ta, đó là chủ đề về đồ điện máy. Bởi vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với ví dụ như với quạt điện, với tivi, tủ lạnh, điều hòa, vân vân phải không các bạn? Và hôm nay xin mời các bạn cùng Trần Lao Sư và Linh Sĩ, chúng ta sẽ đi vào một siêu thị điện máy, đó chính là siêu thị điện máy Pico. Chúng ta sẽ cùng xem, chúng cùng khám phá những thứ đồ điện máy ở trong đó nhé. Hello, 大家好，我现在呢是在卖电器的商场。 那么这一期的主题呢，我们将会介绍到各种各样的电器。 首先呢，我们来了解一下第一个，这个呢就是电视、电视机、电视机。 电视机，这个呢就是遥控器，遥控器，记住了吗？遥控器哦。 OK, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học nhé. Hello, 大家好，我现在是在卖电器的商场。 Hello, 大家好, xin chào tất cả các bạn. 我现在, tôi bây giờ, 是, là, 是在, là ở, 卖电器的商场。 Mai tiên chi tờ sang chẳng, siêu thị bán đồ điện máy. Hello, 大家好, 我现在是在 mai tiên chi tờ sang chẳng. 那么这一期的主题, 我们将会介绍到各种各样的电器. 那么, 这一期的主题, 主题的主题, 这一期的主题, 主题 của kỳ hôm nay, 我们将会, chúng tôi sẽ 介绍到, giới thiệu về cơ chủng cơ gian đỡ tiền chi. Tiền chi là đồ điện máy. Cơ chủng cơ gian là đủ các loại. Nam ơ, chưa ý chi đỡ chủ thí, của mình chàng huế, chia sao tao cơ chủng cơ gian đỡ tiền chi. Nam ơ, chưa ý chi đỡ chủ thí, của mình chàng huế, chia sao tao cơ chủng cơ gian đỡ tiền chi. Sầu xiên, của mình lại léo chia ý xa. Tì cơ, chơ cơ, chiều sử tiền sử. 电视机，电视机。首先, trước tiên, 我们来了解一下, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút. 第一个, cái đầu tiên. 这个就是, cái này chính là 电视, 电视 là TV. 电视机, 电视机. Thông thường cái vô tuyến, cái TV chúng ta sẽ gọi là 电视机. Còn khi xem TV chúng ta nói là 看电视. Còn ví dụ như đi mua TV chúng ta sẽ nói là 去买一个电视机. Chuy mãi ý cửa, tiền sử chi. Chưa cửa, chiều sử, giáo khủng chi. Chưa cửa, cái này, chiều sử chính là giáo khủng chi. Giáo là xa, khủng là điều khiển, khống chế. Chi là các cái thiết bị. Này chúng ta hay có từ chi ở cuối. Giáo khủng chi, điều khiển. Chưa cửa, chiều sử, giáo khủng chi. Giáo khủng chi, chi chú là ma? Giáo khủng chi. Giáo khủng chi, điều khiển. Chị chú là ma, đã nhớ chưa ạ? Giáo khủng chi, cái điều khiển. Chơ gơ sư yên xiang. Yên xiang. Chơ gơ nhé sư yên xiang ồ. Chơ gơ nơ sư bì giao đa đa yên xiang. Yên xiang. Yên xiang. Yên xiang. Lại, 我们看一下 chơ gơ zâng sông vũ pình yếu nảy ishi ạ? Zâng sông vũ pình. Zâng sông vũ pình. 这个是那个放在电磁炉上面的一种锅，锅，锅。这个是烧热水的，我们那儿叫做电热壶，电热壶，电热壶。还可以叫它烧水壶，烧水壶，烧水壶。这个是音响，音响。 这个是, cái này là in xiang, loa, in xiang. 这个也是音响, 这个, cái này, 也是, cũng là in xiang, loa. 这个是, cái này là 比较大的音响, loa cỡ tương đối to, in xiang. 来,我们看一下, 赠送物品, 有哪一些赠送物品? Lại, nào, 我们来看一下, chúng ta hãy xem một chút. 赠送物品, 赠送 là tặng kèm,
u phỉn là vật hoặc là đồ thứ. Trần sung u phỉn, những thứ tặng kèm. Yếu nả y xia, trần sung u phỉn, có những thứ quà tặng kèm nào nhỉ? Và chúng ta nếu như không nói là trần sung u phỉn thì chúng ta sẽ nói là trần sung phỉn, trần sung phỉn hoặc là trần phỉn, trần phỉn. Xin nhắc lại với các bạn, từ quà tặng kèm chúng ta có thể nói bằng từ hai âm tiết là trần phỉn, hoặc ba âm tiết là trần sung phỉn, hoặc từ bốn âm tiết là trần sung u phỉn. Rất là thú vị không các bạn? Ví dụ như khi các bạn đi mải tống dị, đi mua đồ, đi mấy xỉ bút xỉ hoa hiểu chân sung phỉ, các bạn có thích có đồ đi kèm không ạ? Ủa phê chẳng xỉ hoa. Ok, tiếp theo. Chờ cơ sự phạm trái điện chứ lũ sang miên đờ y chủng cua. Cua. Chờ cơ sự, cái này là phạm trái điện chứ lũ sang miên đờ y chủng cua. Cua là cái nồi, cái son. Y chủng cua, một loại nồi. Phang trái tiền chứ lố sang miền, sang miền là bên trên, phang trái đặt ở, sang miền bên trên, tiền chứ lố là bếp từ. Chứ cơ sự phang trái tiền chứ lố sang miền đờ y chủng cua, cua. Chứ cơ sự sao rửa sủy đờ, của mà nà, chào chúa tiền rửa hú. Chứ cơ sự cái này là sao, sao là đun hoặc nấu. Rửa sủy là nước nóng, sao rửa sủy là đun nước nóng. Chưa cơ sự, sao rửa sủy tờ, cái này là để đun nước nóng. Ủa mân nả, bên chúng tôi, chèo chùa gọi là tiền rửa hú là ấm siêu tốc. Chưa cơ sự, sao rửa sủy tờ, ủa mân nả, chèo chùa tiền rửa hú, tiền rửa hú, tiền rửa hú. Hái khởi chèo tha. Sao sủy hú, sao sủy hú, khái khứ ý con có thể chào tha, gọi nó là sao sủy hú, sao sủy hú. Và chúng ta thấy là ấm siêu tốc, như vậy ấm siêu tốc chúng ta có thể gọi là tiền rửa hú hoặc là sao sủy hú. Còn có nơi gọi là tiền sủy hú, còn có nơi gọi là tiền rửa sủy hú. Tiền rửa sủy hú, chúng thấy là có mỗi một từ ấm siêu tốc thì mà rất nhiều cách gọi đúng không ạ? Tiền rửa hú này đúng không? Sao sủy hú này, rồi là tiền sủy hú, rồi là tiền rửa sủy hú. Ok. 这个是煤气灶, 煤气灶, 煤气灶, 记住了吗? 我们看一看更清楚的啦。 这个呢就是煤气灶, 煤气灶, 煤气灶。 这些都是煤气灶, 那我们看一下电磁炉。 这就是电磁炉，表面是比较光滑的。电磁炉，电磁炉。这条，这个是煤气灶，记住了吗？这个是，cái này là煤气灶，là bếp ga，煤气là ga và煤气灶là bếp ga，记住了吗？đã nhớ chưa ạ？我们看一看更清楚的，我们看一看，chúng ta xem một chút nhé，更清楚的。 cái rõ hơn. Chưa cơ就是煤气灶，煤气灶，这个就是，cái này chính là煤气灶，bếp ga。这些都是煤气灶，这些 những cái này đều là đều là mấy chi chảo bếp ga. Mấy chi chảo các bạn nhé, là bếp ga và mấy chi là ga. Còn bình ga là gì các bạn? Bình là thùng, mấy chi thùng là bình ga. Ok, xin nhắc lại nhé. Mấy chi là ga, mấy chi chảo là bếp ga và mấy chi thùng là bình ga. Ok, tiếp theo. Nam ở, khan ý xia, tiền chứ lú. Nam ở và khan ý xia, cùng xem một chút. Tiền chứ lú. Lú là lò hoặc là bếp. Tiền là điện, chứ là từ. Tiền chứ lú là bếp từ. Nam ở, khan ý xia, tiền chứ lú. 这个就是电磁炉, 表面是比较光滑的, 电磁炉, 这就是, đây chính là 电磁炉, bếp từ, 表面, 表面 là cái bề mặt, hoặc là cái bộ dạng bên ngoài, 表面, 是, là, 比较光滑的, 比较 là khá hoặc tương đối, 光滑, tức là gì? Quang, quang là sáng, và hóa, tức là rất là nhẵn, 光滑 là nhẵn bóng,
电磁炉 bếp từ. 这就是电磁炉，表面是比较光滑的电磁炉。这个是平底锅，平底锅，平底锅。哦，电饭锅，电饭锅，煮饭用的一个锅子。榨汁机，我们来说到啊，榨汁机，榨汁机，榨汁机。tiếp theo， 这个是平底锅，这个是 cái này là 平底锅 平 là bằng tỷ là đáy cua là cái nồi平底锅 cái nồi mà có cái đáy nó bằng thì đó là cái chảo 这个是平底锅平底锅các bạn khi mà các bạn nhớ là cái nồi đấy bằng平底锅là các bạn sẽ thấy rất là dễ nhớ phải không các bạn 平底锅 tiếp theo 电饭锅煮饭用的一个锅子电饭锅电là điện饭là cơm cua là cái nồi tiền phản cua tức là cái nồi mà dùng điện để nấu cơm tiền phản cua là nồi cơm điện chủ phản dùng để ý cửa cua tự là cái nồi chủ phản dùng để dùng để nấu cơm tiền phản cua chủ phản dùng để ý cửa cua tự và xin bổ sung thêm với các bạn là nồi áp suất bởi vì là hôm nay có thể là do vào hơi bị vội nên là trợ giáo sư và lính sĩ An không nhìn thấy nồi áp suất và cái nồi cơm điện đa chức năng thì trợ giáo sư sẽ giới thiệu thêm ở đây nồi áp suất chúng ta nói là cao ya cua cao là cao ya là áp cao ya cua là nồi áp suất và nồi cơm điện đa chức năng tức là nó vừa dùng để nấu cơm mà nó có thể vừa dùng để hầm xương được vừa có chức năng của nồi cơm điện vừa có chức năng của nồi áp suất đó là tiền gia lì cua tiền gia lì cua tiếp theo trả chư chi của mình lại sửa tao nha trả chư chi trả chư chi trả chư chi chi là cái máy trả là ép và chư là cái nước nước ép trả chư chi là máy xay sinh tố máy ép hoa quả trả chư chi của mình lại sửa tao á trả chư chi trả chư chi 然后这个是熨斗，来熨衣服的，熨斗，熨斗。我们现在来说一说饮水机，这就是饮水机，饮水机，饮水机。tiếp theo， 然后这个是熨斗，用来熨衣服的。然后 tiếp theo。这个是 cái này là 熨斗 bàn là 用来 dùng để 熨衣服的 là quần áo chúng ta dùng động từ là 熨 熨衣服 và cái bàn là chúng ta nói là 熨斗 ok 熨斗 熨斗 tiếp theo 我们现在来说一说饮水机 我们现在 bây giờ chúng ta 来说一说sẽ nói một chút về yến sủi chi. Yến là uống, sủi là nước, yến sủi chi. Nếu như mà dịch theo chữ thì là máy uống nước, còn ở Việt Nam chúng ta gọi là cây nước uống nóng lạnh. Tức là nó có một bên là rửa sủi, một bên là lấn sủi. 我们现在来说一说饮水机，饮水机。这就是饮水机，饮水机。我们再说一下微波炉，大家可以看一下，这边都是微波炉，微波炉，微波炉，知道吗？好，净水器，这个是净水器，净水器，净水器，净水器。我们再说一下微波炉，大家可以看一下。我们再说一下 tiếp theo chúng ta sẽ nói một chút về 微波炉 lò vi sóng 微 là vi 波 là sóng 微波炉 là lò vi sóng 大家可以看一下các bạn có thể xem một chút 我们再说一下 微波炉 大家可以看一下这边都是微波炉 微波炉 微波炉 知道吗这边都是这边bên này都是đều là微波炉 lò vi sóng
Wei pua lú, các bạn nhớ nhé. Phi là wei, pua là sóng, lú là cái lò, cái nồi. Wei pua lú, lò vì sóng. Rất dễ nhớ phải không các bạn? Tiếp theo, jìng shuǐ qì. Jìng shuǐ qì. Qì nghĩa là âm Hán Việt là tịnh, tức là trong, sạch. Jìng shuǐ qì tức là cái máy làm cho sạch nước. Jìng shuǐ qì, tiếng Việt gọi là máy lọc nước. Jìng shuǐ qì, ok. Chì gè shì jìng shuǐ qì. Jìng shuǐ qì. Chì gè shì chuǐ fēng jī. Chuǐ fēng jī. Chì gè shì kǎo lú. Kǎo lú. Kǎo xiāng. Kǎo xiāng, dùng lại kǎo dōng xì de. Chì gè shì mǒ dǒu jiāng yōng de. Dǒu jiāng jī. Dǒu jiāng jī. Kān yī xiā, dǒu jiāng jī. Tiếp theo, chì gè shì chuǐ fēng jī. Chuǐ fēng jī. Chì gè shì, cái này là chuỵ phong chi, chuỵ là thổi, phong là gió, chi là cái máy. Chuỵ phong chi, cái máy thổi ra gió, đó chính là cái máy sấy tóc. Chì gè shì chuỵ phong chi, chuỵ phong chi. Tiếp theo, chì gè shì kǎo lú, kǎo lú, kǎo xiāng, kǎo xiāng, dùng lại kǎo dōng xì de. Chì gè shì, cái này là kǎo lú là lò nướng, kǎo là nướng. Khảo lú, hoặc chúng ta còn gọi là khảo xiang. Khảo xiang, chúng ta gọi là khảo lú hoặc khảo xiang các bạn nhé. Dùng lái, dùng để khảo tung sĩ tờ, dùng để nướng các thứ. Chì gè shì khảo lú, khảo lú, khảo xiang, khảo xiang, dùng lái khảo tung sĩ tờ. Tiếp theo, chì gè shì múa đậu jiang dùng tờ, đậu jiang chi. Đậu jiang là nước đậu, múa là xay hoặc là mài. Múa đậu jiang là xay nước đậu. Chì gè shì múa đậu jiang dùng de, cái này là để xay nước đậu. Đậu jiang chi. Đậu jiang chi là máy xay nước đậu. Chúng ta nhớ là đậu jiang là nước đậu. Zǎo shā hè yǐ bèi đậu jiang, buổi sáng uống một cốc nước đậu. Ok, kàn yī xiā đậu jiang chi. Kàn yī xiā, hãy xem một chút. Đậu jiang chi, máy xay nước đậu. 来说一说风扇，风扇，电风扇，电风扇。我们来说一说空调，空调，空调。这个是热水器，热水器，冬天洗澡要用的东西，热水器，热水器。接下来来说一说风扇，风扇，电风扇，电风扇。来说一说 ，nào hãy nói một chút. 风扇，风扇 và 电风扇 đều là quạt điện. Nếu mà nói bằng từ hai âm tiết thì chúng ta sẽ nói là 风扇. 风 là gió, 扇 là cái quạt. 电风扇. Còn nói ba âm tiết thì chúng ta thêm chữ 电 và là chữ điện vào. 电风扇, 扇 tức là gì? 扇 là cái quạt.Phân là gió, tiên là điện, tức là gì? Cái quạt dùng điện để tạo ra gió. Tiền phân sản, tiền phân sản. Ví dụ, bả tiền phân sản quan tiểu. Tắt quạt đi chẳng hạn, bả tiền phân sản quan tiểu. Ok, tiếp theo. Ủa mê lái xua ý xua. Khung thiểu. Khung thiểu. Khung thiểu. Cái điều hòa. Ủa mê lái xua ý xua. Khung thiểu. Khung thiểu. Khung thiểu.Và tiếp theo, trái ngược với mùa hè chúng ta cần phải sử dụng khung thiểu, thì mùa đông chúng ta lại rất là hay phải sử dụng đó một thứ, đó chính là bình nước nóng, đúng không ạ? Chì gè shì rè shuǐ qì. Rè shuǐ qì, qì là cái máy. Rè shuǐ là nước nóng. Rè shuǐ qì, cái máy để tạo ra nước nóng, đó chính là rè shuǐ qì. Rè shuǐ qì, bình nước nóng. Đông thiên xí zǎo yào yōng de dōng xì. Rè shuǐ qì. Rè shuǐ qì.Tung thiên, mùa đông, xí chảo, tắm, yao dùng tờ tung xị, đồ cần phải dùng. Tung thiên, xí chảo, yao dùng tờ tung xị, thứ mà mùa đông khi tắm cần phải sử dụng. Rửa sủy chi, bình nước nóng, rửa sủy chi.
Và thưa các bạn, chủ đề tiền chỉ thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều thứ. Ví dụ như là chúng ta còn những thứ như là USB này, chuột máy tính này, cây máy tính này, hoặc là cái micro này, tai phone này, còn rất là nhiều thứ, đúng không các bạn? Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thứ đó vào tập sau các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta phải chào tạm biệt nhau rồi. Chào chào, bye bye. Hello， 大家好，我现在呢是在卖电器的商场。那么这一期的主题呢，我们将会介绍到各种各样的电器。首先呢，我们来了解一下第一个，这个呢就是电视，电视机，电视机，电视机。这个呢就是遥控器，遥控器，记住了吗？遥控器哦。这个是音响，音响，这个也是音响哦。这个呢是比较大的音响，音响，音响，音响。来，我们看一下这个赠送物品有哪一些啊？赠送物品，赠送物品。这个是那个放在电磁炉上面的一种锅，锅，锅。这个是烧热水的。我们那儿叫做电热壶，电热壶，电热壶，还可以叫它烧水壶，烧水壶，烧水壶。这个是煤气灶，煤气灶，煤气灶啊，记住了吗？我们看一看更清楚的啦。这个呢就是煤气灶，煤气灶，煤气灶，这些都是煤气灶。那么看一下电磁炉，这就是电磁炉，表面是比较光滑的。电磁炉，电磁炉，这个是平底锅，平底锅，平底锅，哦，电饭锅，电饭锅，煮饭用的一个锅子。榨汁机，我们来说到啊，榨汁机，榨汁机，榨汁机。然后这个是熨斗，来熨衣服的，熨斗，熨斗。我们现在来说一说饮水机。这就是饮水机，饮水机，饮水机。我们再说一下微波炉，大家可以看一下，这边都是微波炉，微波炉，微波炉，知道吗？好，净水器。这个是净水器，净水器，净水器。净水器，这个是吹风机，吹风机，这个是烤炉，烤炉，烤箱，烤箱，用来烤东西的。磨豆浆用的，这个是磨豆浆用的啊，豆浆机。豆浆机，看一下豆浆机。来说一说风扇，风扇，电风扇，电风扇。我们来说一说空调，空调，空调。这个是热水器，热水器。冬天洗澡要用的东西，热水器，热水器。